đó là thực sự là theo em đó là một điều tuyệt vời ạ. Để đảm bảo nhu cầu tất cả các bạn học sinh của toàn khu vực ạ. Em thấy đầu tiên là sự thuận lợi ạ. Sinh viên mua nước các thứ sẽ dễ dàng hơn, là đồ của công ty ạ. Thì việc đảm bảo chất lượng là khá tốt, rất thuận tiện cho không chỉ riêng em mà tất cả các bạn ạ. Thầy cô và các nhân viên chức trong khuôn viên nhà trường này có thể sử dụng, mình không mất nhiều thời gian để đi ra ngoài hay là để cắn đi. Đã có trường hợp là đã bị kẹt tiền và không trả lại ạ. Nếu mà mệnh giá to như 100.000 hay 500.000 thì máy trả lại rất là khó. Thì ấn enter xong thì bim bim ra nhưng mà bị kẹt ở giữa. Và hạn chế nữa là vẫn thiếu bánh mì cho sinh viên ạ. Khi mà gặp các cái sự cố với máy, về tiền hay là hàng không rơi xuống ấy, thì các bạn sẽ gọi theo hotline để qua điện thoại để chúng tôi để xử lý.